hãy dành thêm một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón đại diện hai bên gia đình. Hiện diện đầy đủ của các vị đại diện hai bên gia đình và cô dâu chú rể, chúng tôi xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất. Quý vị thân mến và hiện diện trên đài hạnh phúc hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình và bà Lâm Thị Cẩm Nhung là song thân của chú rể An Sinh. Và về phía họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Đăng Hoàng và bà Dương Thu Hương là song thân của cô dâu Thu Hiền. Kính thưa quý vị, hai bên gia đình và cô dâu chú rể cũng rất hân hạnh được đón tiếp. Các vị khách quý đã không quản ngại đường xá xa xôi đến từ Bình Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phan Thiết, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Các quý khách đã và đang công tác tại công ty Modex. Đến từ công ty Thiên Nam, công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam. Quý khách đến từ liên doanh Việt Nga Vietso Petrol. Các quý khách đến từ liên doanh Vũng Tàu Paradise. Và phần đông những quý vị đang sinh sống và làm việc ở thành phố biển Vũng Tàu. Vậy xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa chào đón sự hiện diện đông đủ của tất cả chúng ta trong ngày vui hôm nay. Để đáp lại tình cảm mà quý vị đã dành cho hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Bình sẽ là vị đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu muốn gửi đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa hai họ cùng tất cả, kính thưa hai họ cùng tất cả bà con thân thuộc, kính thưa họp thở quý vị quan khách, hôm nay ngày 5 tháng 8 2018, nhằm ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất, tôi xin thay mặt gia đình hai bên gia đình cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý khách. Trước tiên tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc tất tôi xin cảm ơn liên doanh Việt Nga Vietso Petrol, liên doanh Vũng Tàu Paradise, công ty Modex, công ty Tài nguyên và Môi trường, công ty Thiên Nam, cùng tất cả bạn bè, anh em, thân thuộc đã không quản ngại đường xa xa xôi đến dự ngày lễ thành phố của hai con chúng tôi, An Sinh và Thu Huyền. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe. Và cũng mong mọi người chúc phúc cho hai cháu. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Để ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ một thế thôi. Đêm đã cuối cùng, từ giây phút trôi, ánh mắt sáng lên. Cần tay bước đi, cứ yêu cầu. Xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng di chuyển đến khu vực thắp liên, với cùng nhau thực hiện nghi thức ra sự sáng. Giữa tay thật lâu, hứa anh một câu sẽ đi
ta cùng đi chúc mừng cho cô dâu và chú rể và cùng chúc cho tình thân gia hai bên gia đình ngày càng thắm thiết và bền chặt hơn. Thưa quý vị, trong giờ phút trang trọng này, chúng tôi xin tuyên bố buổi tiệc mừng lễ thành hôn của chú rể An Sinh và cô dâu Thu Huyền xin được phép bắt đầu. Của nhà hàng Maxim kính chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng và ngập tràn hạnh phúc.
Người ngoan đi tôi thiền, người ơi.